Để anh đút cho miếng cho tình cảm nha. Ngại gì kìa, như kiểu người yêu vậy nè. Cắn nè, ngon không? Quá ngon. Quá ngon rồi. Ngon không? Ngon. Như người yêu mới vậy á. À, mến chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Dâu Vlog. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm một người em ở làng Me. Người em này thì ngày xưa đã ra giúp mình làm một ngôi nhà. Thì hôm nay mình sẽ đi ra thăm xem gia cảnh của em thế nào. Xin mời các bạn cùng đồng hành cùng mình nhé. Làng Me. Cái bít này đẹp quá này. Ôi, cái xoan. À, cái sao. Cái to. Nhà em sắp đến thì sao nhỉ? Đoạn này sao nhỉ? Sắp đến rồi. À, xin chào cụ nhá. Cô đi đâu đây? À đây rồi, nhà em phone đây rồi. Phone nào bà? Đâu? À đây, em phone đây. Mở cửa thế nào? Mở cửa pha bình trà uống thế nào? Ui, nóng quá. Cái này của nhà em hay nhà ai? Của chú hả? Của Trung hả? Đâu, nhà đâu, mở cửa vào xem nhà xem nào. Mở vào xem nào. Anh em có gì mà ngại. Mở cửa xem nào. Ui giời, đấy. Em ở mình khổ thế. Ở mình là tối có ai ngủ với em không? À, ui giời. Sao không, ui giời. Không đổ cái nền bấy đi. Không đổ cái nền xi măng cho sạch. Đây, bếp bếp đun thế này đi à? Thế nào, có cái gì nào? Cái này cơm à? Sơi. Ôi, nồi trống không này, không có gì ăn à? Ở một mình thế này thì khổ rồi. À, giờ cũng chơi loa chơi lúng nghe. Đây cái gì? Gạo à? Gạo người ta cho. À, người ta cho à? Đấy, đây là em phone. Em ấy đang mồ côi vợ nhá. Bạn nào mà có ý định thì mình giới thiệu nhá, rất đẹp trai đấy, này đấy, đẹp trai. Nụ cười tỏa nắng, các bạn nhìn nụ cười tỏa nắng không đấy. Đi hai anh em ra ngoài cho mát. Ôi, trong nhà nóng lắm. Đầu này, đầu gần như là chạm mái tôn gì nữa. Sợ thật. À, cái hồ khu dưới này là người ta đấu hay là sao em? Ở đây. Ừ. Người ta đấu. À, người ta có thả cá không? Cá thì cá tự nhiên. Cá tự nhiên à? Thế mình câu mình bắt nó có họ cho không? Cho chứ. Giờ nếu mà đi đến câu có cá không? Đa phần là cá gì? Rô hoặc là cá giết. Có. Cá rô có giết hả? Có cần không, hai anh em mình xuống đi câu luôn đi. Anh có thích uống bia thì anh mua bia hoặc là rượu, có rượu rồi. Câu một vài con về nướng. Không có mồi làm sao câu. Đào run chứ. Run mùa này làm gì có. Được, anh lo cho. Mua mồi câu mà có. Có đi câu, có cần không? Ờ, vậy thì đi. Đâu cần đâu, đây. Em lật mấy cái này, cái chỗ mình rửa giấy ấy. Chỗ mình rửa là hay có run đấy, mình câu thử thế nào.
Cổ lắm thế nhỉ? Cà phê đây là của nhà em hết à? Cà phê đây. Ai thì có cần được đấy. Của chị à? Thế của em không có à? Em ông già cho từ đâu? Tiêu đây, tiêu không phải của em à? Gà con nuôi con nào không? Bán cho anh con, cho anh thịt luôn. Con mà ăn Ok. được. Xem có chỗ nào mình rửa nước ấy. Mình lật lên xem có con giun không, kiếm được con hai con xuống đây câu. Rượu đấy thiếu đéo không có. Đi đi anh Có cầm ăn đi. được không? Đây này, lật ở khu này có khi có đấy. À thì cây này, cây này gọi là cây gì nhỉ? Cây cây này ăn được cái thân của nó phải không? Củ nó ăn được đúng không? À còn cây này là cây bứa. Đúng rồi. Cái bứa này hay gọi là cây này nấu canh chua này. Đây này. Cái này. Đây là cái hoa của nó này. Cái lá bứa, cái này lá chua lắm. Chua kinh khủng luôn. Đây ăn được rồi. Quả Thế bữa nay đi đi làm thuê cho ai? đấy à, bữa nay đi làm cho Ai là cây này là tối tối gà đậu trên này này. Này phân này đúng không? Tối gà ngủ trên này đúng không? Đấy cuốc thử chỗ chỗ rong kìa. Giờ anh em mình sẽ đi đào mấy con giun. Đi câu. Thử thách sinh tồn là giao cho em Phone hôm nay có kiếm được con cá nào không nào. Xem trình độ của em Phone có sát cá như sát sát gái không. À đây đây có giun, Phone ơi. Ở đây có. Có. Để anh kiếm cái que cái gì. Đây rồi, có luôn rồi. Vừa nhìn thấy xong đâu có nào. Nhanh lắm. Đây rồi. Đây rồi, con giun đây rồi. Đây rồi, được rồi. Thấy không? Kiếm Đó rồi. mày này mà kiếm giun đâu ra? Anh Vậy là bước đầu tiên anh em tôi là đào giun là đã ok rồi. Ở dưới này cá rô phi nhiều không em? Có chứ, nhiều lắm. Vậy có khi là thả là ăn cá rô phi nó ham mồi lắm. Đào giúp con này được rồi gì nữa. Mà này câu thoải mái đây này, đầy này. Cầm cân đi. Ôi giời cám đây này, nấu cám tự nhiên này. Nấu chuối ăn heo tốt này. Đấy. Heo này gọi là heo cắp nách đấy. Đúng chuẩn con này ngon này nhờ. Này tầm mười mấy ký chứ mấy nhờ. Này chắc tầm 15 ký nhờ. Tầm này quay là ngon này. Đi, anh em mình đi. Ui, cái mái thấp quá rồi này. Cái mái thấp đi phải cúi luôn này, Phone này. Mái thấp. Đi. Đấy cái xe này là con này con là con chiến thần của em Phone đây. Đã cưa đổ biết bao nhiêu cô gái về chiến thần đó. Đi, anh em mình lên đường đi câu cá.
Để xe đây nhờ. Đến hồ rồi. À, có cái ô mà che nắng thì đúng bài. Nắng nha. Hồ này gọi là hồ gì em? Hồ này gọi là hồ gì? Ra vào rông à? Cá thế này quẫy nhiều. Câu dưới đây này. Câu câu đây là mình xuống cái mé dưới kia. Đấy, các bạn thấy hồ rất là rộng. Ồ, có cây à? Cây ấy đẹp không ơi? Ôi cây này có gốc có nu luôn này. Ôi gốc có nu đẹp quá này. Cái này đánh về trồng đẹp quá, cái nu này hiếm này. Xíu nữa đánh cái gốc này nhá. Xíu nữa em về em lấy cái gì em đánh cho anh nhá. À, một lúc xong thôi. Đấy, trong quá trình anh em tôi đi câu cá mà lại bắt gặp một cái gốc cây cây hoa sim rất là đẹp. Gốc rất là đẹp luôn. Gốc kia đẹp hơn gốc kia con nu luôn, đẹp quá nhỉ. À, cái cây này có phải là cây ăn được không em nhỉ, cái lá nó nhỉ? Có một cái cây nó không giống giống cái này đúng không, là người ta hay ăn á. Đây là cái hoa mua rừng này, hoa rất là đẹp này. Ôi rồi Calamen đến đây quay xem cái bệ đẹp quá này. Cái này về mà hồ trồng hồ cái coi là đúng đẹp luôn. Cái gốc cực đẹp luôn nhỉ. Hoa này, mặt hoa đẹp chưa? Được đấy. Cho mới câu được chứ đúng không? Trong hồ. À, dính rồi, dính rồi, quay đi. To thế. To thế đấy. Còn gì đấy? Một em cá bống. Em này chỉ có ăn gói ngon thôi nha. Ok. Được thành quả rồi. Có mồi là vui rồi. Bỏ đâu được nhỉ? Em lấy cái dây em xuân vào. Đấy cá này. Lấy cái dây xuân vào kìa. Đây này, lấy dây đúng rồi, lấy dây có luôn. Đấy, coi chừng.
Đúng như tôi dự đoán là đầu tiên là em phone sẽ giật phát cá, đầu tiên là dính ngay. Được rồi, vậy thôi. Cứ bỏ đây này em này. Ơi! Mấy đứa đạp xe lên đây, chú cho kẹo đạp xe ở dưới mặt nước luôn thế nào? Đứa nào đạp được đấy cho kẹo nhanh. Giỏi. Được. Ai à, được, được, được. Đạp đấy. Đạp xuống dưới nước cái thằng kia, đạp đây cho kẹo nhanh. Đây là các em nhỏ người Yagrai, người Rarai. Đạp đây, đạp, đạp đây chú cho kẹo nhanh. Có lấy kẹo không? Có đứa nào lấy kẹo không? Đây, đến đây. Đạp xe đây. Này. Đạp đến đây nhanh lên, đến lấy cho em. Nào nhanh lên. Tuổi thơ là dữ dội đấy. Này nhanh 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 nhanh. Nhanh lên, giời ơi. Có lấy không này? Rồi, rồi, rồi. Sao con không lên trên đường con đạp mà con đạp vào dưới làm gì? Hả? Thể dục à? Cho hai em cái nữa nhá. Đấy. Lên trên đường đạp đi. Các em nhỏ rất là hồn nhiên. Nay là thời thế không chiều lòng người. Anh em tôi đi câu cá mà trời thì nắng quá mà mãi mới câu được một con. Thế nên bây giờ phải ra chợ câu cho nó nhanh. Lâu lâu vào thăm em phone thì ra chợ mua gì về anh em làm một tí hàn huyên cũng được. Thôi. Đấy. Anh em đi câu cá mà không được thì cuối cùng lại chuyển sang là thịt vịt. Lâu lâu vào thăm ông em mà hai anh em đi câu cá thử xem có được cá không. Mà không được con nào thì lại đi ra kia mua cá cũng không được. Cũng không có cá tươi xong là lại phải đi mua vịt đây. Đây là quá hạnh phúc rồi. Em xem có cái giấy lau không? Cầm cái miếng giấy lau ở đây, lau. Lau thơm đấy, cũng xanh tươi hồn nhiên yêu đời. Hai anh em uống sách thế này được rồi nhỉ? Quá wow, ok. Là em phone, em sinh năm 1992. Đã trải qua hai đời vợ. Con đầu của em, vợ đầu là năm nay cháu bao tuổi rồi? 14 tuổi rồi. 14 tuổi rồi. Còn vợ hai là cháu bao tuổi nhỉ? 7 tuổi. Thôi bỏ cái mũ rồi về đây ngồi cho mát, bỏ cái mũ đi. 7 tuổi hả? Ừ. Đấy, vuốt cái tóc cho nó xanh tươi hồn nhiên yêu đời tí, đẹp trai tí nghe chưa đấy. Đẹp ngay đấy. Thôi, chúc em sức khỏe nhá. Sức khỏe. Vậy là vợ đầu được mấy đứa nhỉ? Một đứa rồi. À. Vợ hai thì cùng một đứa. Vậy là mỗi vợ một đứa. Yeah. Được, ok. Chúc em sức khỏe nhá. Quá tốt. Ở dưới đây. Ừ. Nào làm miếng thịt vịt. Này cho em miếng đùi cho nó sung sướng luôn. Review miếng nha. Đây là thịt vịt quay lá móng mật. Đấy, làm theo lối Văn Đình đấy. Thế bà chủ giới thiệu thế nào.
Ngon lắm, ngọt. Rất là ngọt. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt như gái 18. Được. Tốt. Làm miếng rau sống cho nó xanh tươi hồn nhiên như đời em này. Cái này cái chấm nè. Ui à. Còn mỡ nè. Có gì đổ cái chấm ra không? Hay đổ ra đây luôn này. Đổ ra đấy. Có một cái thôi hả? Đúng một rồi. Cái gì? Đây. Đổ luôn ra đây, ông nào chấm, nào chấm. Anh em nhậu xếch vậy cho nó vui. Nha. Đấy. Anh thử đọc trước nhé, có chuyện gì xảy ra là anh lo cho em trước nghe chưa? Ngon lắm. Em đổ chỗ đây vào chỗ này nhỉ? Đâu xem nào. Đây này. Quả à. Quả nhỏ đây. Cái này là ngon hơn này. Ừ, loại này ngon này. Loại này mà nấu lòng đắng được đúng không? Được. Ngon lắm. Cây này với cái quả này cùng một giống đúng không? Quả cây nào? Đây này. Không. Khác à? Khác giống à? Khác giống chứ. À. Cái giống cái cây kia cũng nấu lòng đắng cũng ngon đúng không? Dạ. Yeah. Tí nó có quả nào già già cho anh cái giống về anh trồng. Này chắc đây này mấy quả chín này. Thơm nhờ. À, ngon đấy. Đắng, đắng tới đắng mà ngon. Đúng rồi. Người nào ăn đồ đắng là rất ngon. Quả đây này. Nhỏ xíu này. Ngon hơn quả đó nữa. À. Quả lớn này. Cái này là giống của nó là chỉ nhỏ vậy thôi à? À dạ. Tâm đây là to nhất rồi. À cái này là nếu mà nấu lòng đắng lá mì bọn em hay nấu ngon đúng không? À dạ. Dạ lá mì nó nấu với cá biển đúng không? À dạ đúng rồi. Ăn sống về cũng ngon đúng không? Xong cũng ngon. Nó đắng, đắng đắng mà người nào ăn được kiểu này rất ngon, mình ăn thấy ngon. Đấy. Cuộc sống dân dã như người thành phố làm sao mà ăn ăn như này đúng không? Không biết được. Có. Anh đi cũng vậy, cảm giác vậy. Ở làng em giờ là cái ngày lễ, ngày liếc này là có tổ chức gì không? Người địa phương mình ấy. Lễ gì chứ? Ví dụ như là cúng lúa nước cái nọ kia. Có chứ. Hôm nào mà có cái ngày mà cúng lúa nước hay là cúng gì điện anh vào. À dạ. Nhá. À dạ. Cái lễ bỏ mã ở chỗ em hay còn hay làm không? Giờ lễ bỏ mã thì giờ đã qua rồi. Bỏ mấy đây mà. Qua rồi. Ý là qua cái lễ rồi hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà đợt nào mà có là gọi cho anh vào nhá. Chắc còn lâu. Ăn đi em. Cái chấm cái sốt này cũng ngon mà chấm cái kia cũng ngon, nó làm được đấy nhỉ. Cái xả. Kể ra hôm nay anh em mình câu được mấy con về mà nướng thì ngon nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm qua mấy thằng kia nó đi thả lưới trúng lắm. Nhiều lắm. Thế mà không quả, số mình đèn thế. Cá to không? Có. Mấy phân, 20 phân có luôn. Đúng. Bắt. Để anh đút cho miếng cho tình cảm. Nha. Đút. Ngại gì kìa. Như kiểu người yêu vậy nè. Cắn nè. Ngon không? Quá ngọt. Quá ngon rồi. Ngon không? Ngon. Như người yêu mới vậy hả? anh em làm cái chạm.
Em uống sâu sâu rồi nhá. Anh loáng còn đi đường về xa, anh uống ít ít tí cũng được. Em bây giờ cái ly này là em phải xuống còn này này. Anh là hết là vừa. Đúng không? Xuống sâu sâu vào. Hôm nào mà đi ra huyện đi đâu là chạy ghé thăm anh chứ lâu quá lại không ghé thăm anh. Cái nhà của anh em làm xong là anh em có một cái kỷ niệm. Đấy. Nào ra thăm lại cái nhà sàn của anh nhé. Cái bữa nào để em ra em uống đi, em uống đi, anh vừa uống rồi. Uống đi rồi anh rót, uống đi, rót thêm, uống sâu sâu vào. Mày cứ uống thoải mái. Ngon đúng không? Rượu này ngon. Ngon đấy. Bao đi. Thôi video đến đây cũng dài rồi. Anh em mình còn lai dai còn lâu thì xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video sau. Nếu mà các bạn thấy video của mình ý nghĩa mà hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Xin chào các bạn. Phone chào các bạn. Chào các bạn nhé.